Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi quay giới thiệu mọi người một đôi hoa rất đẹp của Taylor. Hàng bán nguyên vị 100%. Cái góc cạnh này thì theo thời gian nó phải trước lại theo thời gian nhé. Tôi quay rõ luôn các bạn. Tôi sẽ bỏ lát che ra. Còn ai muốn đẹp thì phải để đi bọc lại thôi. Quan trọng cái khung nhựa nó vẫn còn rất ok. Đôi loa tôi bán giá 4,2 triệu đồng. Nếu mà đẹp xuất sắc đôi loa này thì tôi bán giá 4,5. Đôi loa này thì năm nay tôi đã bán vài lần rồi. Một đôi loa sản xuất rời, hàng rất đẹp luôn. Bề ngang là 27-28cm. Ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển người mua phải chịu. Qua Viettel hoặc qua nhà xe khách tùy theo tuyến vận chuyển các bác nhá. Nếu tiện thì gửi nhà xe khách thì cửa hàng sẽ thích hơn bởi vì nó nhanh. Xin chào.